các bạn ơi, hôm nay mình Tô Gà TV sẽ chơi một thử thách rất là mới có tên là thử thách Manhunt các bạn. Đó là một thử thách rượt đuổi vô cùng hay ho và kịch tính, và tụi mình sẽ rượt đuổi trên một block. Các bạn có thể nhìn như thế này đây. Và nhiệm vụ của mọi người trong thử thách này đó chính là phải tiêu diệt Tô Gà bằng mọi cách. Còn nhiệm vụ của Tô Gà thì ngược lại, đó chính là phải bảo vệ bản thân và không được để mọi người bắt được mình và giết mình. Và các bạn hãy xem hết video để biết rằng liệu Tô Gà có thể vượt qua được thử thách này không. Và các bạn nhớ comment bên dưới nữa nha. Và hôm nay Tô Gà sẽ ở phía bên trái như các bạn có thể thấy, còn bên phải kia đó chính là Nabi, Jack và Huy Nip. Bọn họ sẽ cố gắng làm sao để bắt được Tô Gà và tiêu diệt được Tô Gà thì bọn họ có thể chiến thắng. Tô Gà chết chắc rồi, Tô Gà chết chắc rồi. Mọi người mơ đi. Và đây chính là cái chỗ mình sẽ sinh tồn các bạn. Và khi trò chơi này bắt đầu, những cái lớp kính này nó sẽ bắt đầu mở ra và bọn họ sẽ bắt đầu truy đuổi tôi đó. Nên là các bạn hãy nhớ coi video để cổ vũ Tô Gà, để Tô Gà vượt qua được thử thách nha. Mọi người sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng rồi, bắt đầu đi. Okay, được rồi, trò chơi sẽ bắt đầu sau 3, 2, 1, lớp kính mở ra. Wow, kính mở ra rồi kêu ai. Được rồi, bây giờ mình phải chặt gỗ, để mình phải đào xuống bên dưới. Như các bạn hồi nãy các bạn có thể thấy bên dưới mình là những cái địa hình khác nhau đó các bạn, và mình sẽ cố gắng đi xuống càng sâu, và xuống dưới nó sẽ có thế giới địa ngục, rồi nó sẽ có thế giới The End. Và nhiệm vụ của mình là phải kết thúc trò chơi nhanh nhất có thể trước khi mình bị tiêu diệt đó mọi người. Đây là đầu tiên mình phải chặt gỗ trước đã nào. Được rồi, và bước tiếp theo như các bạn, chúng ta phải chế tạo một cái bàn chế tạo trước các bạn. Đó, mình sẽ làm một cái bàn chế tạo để mình có thể chế tạo những cái vũ khí cơ bản nhất như là búa, rìu các thứ đó mọi người. Được rồi, mình nghĩ mình sẽ làm một cái rìu trước để mình chặt gỗ cho nó nhanh các bạn ơi. Mình đã có một số dụng cụ, bây giờ mình sẽ đợi ở viện. Trời lẹo quá vậy, trời ơi, chưa gì mà bọn họ muốn tiêu diệt mình được kìa các bạn. Bọn họ muốn kết thúc trò chơi xong. Không được, bây giờ mình phải làm gì đây? À đúng rồi, mình sẽ chế tạo một cây kiếm để nếu bọn họ qua đây mình sẽ xử cái ba bọn họ. Được rồi, thì qua đây, mọi người qua kìa ơi, qua đây. Nó thì lại đây, tôi xử đây. Mày một thằng lên xuống nha, gọi Huy Nip đất xuống. Dắt rớt luôn đây, Nabi. Được rồi, bây giờ mình sẽ chặn cái nước này lại. Bye bye mọi người nha. Đâu có phải muốn tiêu diệt Tô Gà là dễ đâu. Được rồi các bạn, mình đã xử được ba bọn họ rồi, xíu nữa họ sẽ hồi sinh lại các bạn. Bọn họ có là vô số mạng luôn các bạn, chỉ cần chết là họ hồi sinh, còn mình chỉ cần chết một mạng là mình thua luôn đó mọi người, nên mình phải cẩn thận á. Được rồi, đào xuống mình sẽ kiếm một chút đá ở bên dưới này, mình phải đào sâu xuống bên dưới coi, tại vì bên dưới chính là những cái chỗ địa điểm khác mà mình có thể thu thập được những thứ khác và mình có thể kết thúc trò chơi một cách nhanh chóng. Vậy như mọi người đã qua nữa kìa, trời sao mà qua lẹ quá. Ui đúp nè, chết rồi, nhưng mà hên quá bọn họ vẫn chưa có vũ khí này. Qua đây mình sẽ xử từng người nha. Nabi này, Jack VN, Nabi này chết rồi. Trời ơi, ôi mình lấy được luôn cái Nabi này. Chị xin chị Nabi một xíu, gọi cho chị Nabi. Ok cha, yeah, cảm ơn nha. Được rồi, ui mặc dù mình còn một chút xíu máu nhưng mà mình lụm được quá trời đồ luôn các bạn ơi. Đó là bây giờ mình sẽ quyết định mình sẽ chế tạo xẻng để mình có thể đào được mọi thứ rất là nhanh luôn các bạn ạ. Mình sẽ chế tạo xẻng để mình đào mấy cái đất xuống cho nó lẻ rồi. Được rồi, bây giờ mình sẽ đào xuống nè. Được rồi, đi xuống sau đó. Mình tìm thấy đá rồi nè mọi người. Được rồi, vậy thì mình đào đá thôi nào. Sau khi có đá rồi thì mình sẽ chế tạo những cái vũ khí đá để mình có thể mạnh hơn đó các bạn à. Đó, mình sẽ làm thêm một cây kiếm đá nè. Bây giờ mình đã có cúp đá và kiếm đá rồi, không sợ ai hết nữa. Được rồi, và bây giờ mình sẽ đào xuống bên dưới thiệt là sâu các bạn, để xem chúng ta sẽ còn được những gì đâu. Đó, chưa gì là mình đã thấy vàng khoáng sản rồi, quá trời quá đất rồi nè các bạn. Được rồi, mình sẽ đào xuống dưới. Như hồi nãy các bạn có thể thấy là bên dưới nó sẽ có rất là nhiều thứ hay ho. Mình chỉ cần mình đào càng xuống sâu là mình sẽ càng, ui có sắt này các bạn. Đó, mình sẽ lấy sắt, tại vì mình có xúc sắt mình mới đào được vàng, kim cương các thứ rồi các bạn ơi. Wow, dưới đây quá trời khoáng sản luôn nè mọi người, có than có sắt đầy đủ hết trơn luôn. Bên dưới này là lapis lazuli, ui dưới còn đá đỏ nữa. Đúng là hả sinh tồn trên Skyblock rồi đã, thì các bạn gì cũng có hết trơn á. Được rồi, bây giờ mình sẽ làm một cái lò luôn á. Ok, cái gì vậy? Ôi chết rồi, mọi người có vũ khí qua rồi. Chơi đuổi các bạn ơi, bọn họ qua rồi mình phải lắp lại mới được. Bây giờ mình sẽ chế tạo nhanh lên, mình sẽ chế tạo một cái lò nung. Ui chết rồi, nhanh lên các bạn. Được rồi, bây giờ mình sẽ làm một cái lò nung này, sau đó mình sẽ nung sắt vô nhanh lên. Ui trước khi bọn họ xuống rồi, trời ơi bọn họ đang ở trên kìa bạn. Jack VN, mọi người đang tìm mình ở trên, mọi người không nghĩ mình ở dưới này đâu. Giọng bọn họ không biết cái lỗ nào ở đây nè, đào xuống thử trên em. Chết rồi, mọi người đang xuống kìa, nhanh lên, chết rồi các bạn. Nhanh lên như mọi người đang đào xuống kìa. Chết rồi các bạn ơi, chúng ta lỗ này là có Tô Gà dưới đây ha. Không xong rồi, bây giờ chúng ta phải làm cúp sắt nhanh nhất có thể các bạn ơi, nhanh lên. Mình thấy kim cương rồi kìa. Được rồi, bây giờ mình sẽ làm cúp sắt này. Đâu rồi, chế tạo một cái cúp sắt để mình có thể đào được kim cương, và mình sẽ làm những cái vũ khí xịn hơn. Được rồi, con cúp sắt rồi, đào kim cương nhanh. Được rồi, mình kim cương quá trời, ôi quá trời kim cương ngập lục bảo luôn nè mọi người ơi. Được rồi, sau khi đó đủ kim cương rồi mình sẽ chế tạo một cái kiếm kim cương. Vũ khí này, chết rồi, Nabi, Huy Nip này, ôi, chết rồi còn siêu máu à, ôi chết rồi tôi còn chút siêu máu, ôi Jack VN nè, trời đất ơi, hên là tôi kịp lấy kiếm kim cương mới đánh được ba người đó rồi, trời ơi, mày quá đi à, xịn quá các bạn ơi, được chứ. Tức thì làm gì được bây giờ, được rồi. Bây giờ mình sẽ đập những cái thứ này để mình đào xuống sâu để coi anh mình đã có cúp sắt với lại kiếm kim cương là coi như mình gần bá đạo đó. Được rồi, xin một chút xíu. Ôi kìa gì vậy? Ôi trời, mình xuống được vùng đất mới rồi nè mọi người. Chúng ta đang ở tầng 2 rồi. Mình đã đào xuống một lớp tầng 1 rồi, bây giờ mình đã ở tầng 2 các bạn ơi. Và ở bên dưới tầng 2 này nó là những cái cây khoáng sản này, quá trời kim cương, quá trời ngọc lục bảo luôn nè mọi người. Ở dưới này là cây khoáng sản xịn xò em. Được rồi, mình sẽ đào một chút xíu rồi sau đó mình sẽ đi xuống dưới để xem thử tầng bên dưới sẽ là cái gì nữa đây mọi người. Được rồi, và một chút kim cương nữa là gần đủ rồi. Được rồi, lấy kim cương. Được rồi, sau đó ôi mọi người đang sắp xuống rồi đó. Gọi được rồi, mình phải chế tạo giáp kim cương lẻ lên, tại vì bây giờ mình có rất là nhiều kim cương và giáp kim cương nó sẽ giúp mình sống lâu hơn rất là nhiều đó các bạn. Xong rồi nè mọi người, mình đang có giáp kim cương. Ôi cái gì? Ôi Nabi xuống rồi kìa. Ôi bây giờ được rồi, bây giờ mặc giáp kim cương vô thôi nào mọi người. Được rồi, mặc cái bằng vô, còn cái giáp này. Được rồi, bây giờ mọi người là giáp VN này giáp. Ôi giời sao trời ơi. Bây giờ mọi người làm sao mà đánh được tôi bây giờ? Cân ba rồi, cân ba rồi. Ui ôi Jack VN này, Jack VN này, Jack VN nè. Vậy sao? Ôi giờ còn chị Nabi thôi, giờ sao chị Nabi ơi? Ủa kìa vậy. Ôi 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 bay quá các bạn. Ôi trời ơi, chị Nabi đẩy mình xuống xích nữa là chết rồi. Chị Nabi chơi xấu thì chỉ xích nữa là tiêu diệt được mình rồi. Ôi sao mà chết được đâu. Muốn giết em đâu có dễ, ngon thì xuống đây coi. Hên cho chị đó, xích nữa là chị giết được em rồi. Ôi trời ơi, trời ơi, mọi người bắt đầu xuống rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy một số ít đồ ở trên này các bạn. Nãy mình thấy được cái gì? À, TNT quá trời trên này các bạn. Được rồi, mình sẽ lấy một chút TNT cho đó, sau đó mình sẽ sử dụng cái TNT này bảo vệ bản thân các bạn, tự vệ rồi đó. Trời ơi, hên quá các bạn, hên rồi nãy chị Nabi đẩy mình xuống đây. Ui, như đây là một cái thế giới địa ngục hả các bạn? Ui, chỗ này cũng đáng sợ quá. Được rồi, bây giờ mình sẽ đào xuống một chút xíu là mình lấy đủ TNT rồi, mình chỉ cần 4 cục TNT để xử mấy người đó là được rồi. Để đào xuống mình. Ủa cái này là cái gì đây? Ấy, trời cái gì vậy? Hình như đây là thế giới nước hả các bạn? Ôi trời, xung quanh tôi quá trời cá mập vậy mọi người ơi. Cá mập tới trong tôi. Ơi trời ơi, chỗ này là chỗ cá mập rồi, trong hổ rồi, cho nên mình phải lên lại đây. Ai con cá mập nó cắn tôi. Mày này cá mập này chết rồi, mình phải lên bờ gấp, Chết rồi các bạn, ở dưới đó toàn là nước, mình còn bị nghẹt thở và bị cá mập cắn là làm sao mà mình vượt qua được? Cái gì vậy? Ôi cái gì vậy? Sao cái chỗ địa ngục hồi nãy nó xuất hiện mấy con quái vật lửa rồi? Chết rồi chứ. Ôi da đâu quá vậy, đâu vậy? Ôi chết rồi, quái vật lửa đâu ra vậy? Chết rồi, đây cũng là những cái thử thách của mình các bạn, không chỉ là Nabi Huy Nip mà chỉ là còn những cái con quái vật đây được muốn tiêu diệt mình đó trời. Trời ơi, quái vật đông quá giờ sao đây các bạn ơi? Mày nè mày. Ủa cái gì? Mọi người xuống luôn rồi kìa. Ôi trời ơi, Huy Nip xuống rồi mày. Chết rồi, bây giờ mình có quá trời kẻ tụ luôn các bạn ơi, vừa quái vật mà vừa có mọi người ở đây đó trời đất ơi. Quá trời vậy. Quái vật nó xử tụi mình luôn đó. Trời ơi, nó phun lửa bên kia mọi người ơi. Quánh Nabi này, Nabi này. Ôi còn ai cùng báo tụi ơi, còn ai cùng báo chết rồi, chết tôi. Ôi mọi người nó bị quái vật. Ôi Nabi bị quái vật báo rồi kìa. Trời ơi, giật quá trời táo vàng luôn kìa. Trời đất ơi, vậy là mọi người có táo vàng trong người đảo vậy trời. Cảm ơn Nabi Huy dắt cho tôi táo vàng nha. Được rồi, bây giờ có táo vàng rồi mình có thể xử mấy cái con quái vật. Mày nè con mấy con quái vật lửa này. Trời ơi, nó ghê thiệt chứ bạn, nó còn mạnh hơn mấy người kia. Quái vật lửa này con. Mày nè con. Ôi giời ơi, có táo vàng cho mình mạnh. Mày con cuối cùng nè. Trời đất ơi, mạnh quá các bạn. Được rồi, ăn một miếng táo vàng cho nữa coi. Được rồi, bây giờ mình phải suy nghĩ làm sao để mình đi xuống dưới phía đại dương này, tại vì mấy con cá mập nó rất là mạnh. Và hơn hết là mình cần một thứ để giúp mình thở được dưới nước các bạn, tại vì bên dưới là nước mình sẽ bị nghẹt thở mất. Bây giờ mình phải lên trên mình kiếm thử bên trên nó có cái gì để cho mình có thể làm được một cái gì mình thở được không các bạn. Được rồi, để đào lên trên cái coi. Ui, mình thấy trên này có một lớp kính này các bạn. Ui, thì mọi người cũng đang ở trên luôn kìa. Mình sẽ dùng lớp kính này để đội vô đầu, sau đó mình sẽ có thể thở được dưới nước coi. Được rồi, lấy nó thôi nào. Bây giờ mình đã có thể thở được dưới nước được rồi. Bây giờ mình chỉ cần đào xuống và mình xuống mình xử lý mấy cái con cá mập kia nữa là được. Bây giờ mình sẽ ăn một chút táo vàng vô vào được rồi. Mấy con cá mập kia mày ngon mày lại đó. Ôi mấy con cá mập nó tấn công mày này, nhưng mà mình không sợ đâu, tao sẽ xử tụi mày luôn. Mấy con cá mập này, một con này, mày 2 con 3 con này, mình sẽ xử mấy con cá mập này luôn, tại vì mình đã có thể thở được dưới nước rồi các bạn, mình sẽ không sợ nữa đâu. Mày ngon mày lại đây, mày ngon mày lại đây mấy con cá mập. Úi giời ơi, cá mập này, cá mập các tụi mày luôn. Còn con nào nữa không? Còn con đâu vậy? Còn ok vậy. Ôi đập ra bia ra con nó xuống rồi kìa. Cá mập ơi, tấn công nó đây là ôi cũng đang bị cá mập tấn công. Nhưng mà Huy Nip ơi, mọi người không có dụng cụ thở dưới nước đâu. Ôi bọn họ cũng thích này Huy Nip nè, không có thở được dưới nước dắt đi luôn nè. Được rồi các bạn, tranh thủ mình sẽ đào xuống dưới sâu nữa, tại vì chỗ này cũng nguy hiểm các bạn. Mình xuống được cái địa điểm mới rồi này các bạn. Cái này là cái gì đây? Mà trước tiên mình phải vứt cái nón ra, mình không cần thở dưới nước rồi. À, dục nó ra và đội giáp vô lại nè. Để coi dưới này. Ôi ơi, dưới này nó có con gì? Cái con gì đây? Ôi, con quái vật gì vậy? Đây chỉ là mấy con quái vật địa ngục thôi. Mày nè con, mày muốn chơi đánh này. Ôi trời ơi, dưới này nó cũng nguy hiểm lắm các bạn ơi. Đây là lâu đài địa ngục và đây chỉ là những con quỷ địa ngục đó. Mày ngon mày lại. Ôi giời, nó như con dơi vậy, chứ là mình không có đánh nó được. Mày nè con, xử mày luôn này các bạn. Cổ vũ cho Tô Gà đánh mấy con này nè. Mày nè con. Ủa có giáp kim cương rồi em chết chắc rồi đó. Cái gì Jack ơi, Nabi có giáp kim cương mà tao người chết rồi các bạn. Vậy nhiều khi bây giờ mọi người mặc giáp kim cương vô là mình không thể nào mà cân ba được, tại vì mình chỉ mặc giáp kim cương thôi. Trời trời, bây giờ phải làm sao đâu? Trời ơi, chết rồi, chết rồi, bây giờ phải làm sao? Ui cái này làm block gì đây bạn? Ui đây chỉ làm block Netherite mà mọi người, đây chỉ làm block nó còn xịn hơn kim cương nữa đó. Ui chết rồi, bọn họ đang bơi xuống kia các bạn ơi. Xong rồi bây giờ chúng ta phải làm một cái cốc kim cương các bạn để mình có thể đào được cái block này các bạn. Được rồi, bây giờ làm lẹ lên block Netherite này là một trong những cái block rất là cứng mà rất là xịn, có thể làm được những vũ khí vô cùng xịn luôn đó mọi người. Nhanh lên. A few moments later. Được rồi, mình đã chuẩn bị chế tạo xong một bộ giáp Netherite rồi. Tại vì nó không phải chế tạo bằng màng chế tạo như bình thường đâu. Được rồi, bây giờ mình sẽ thay đổi giáp này bằng cái nè. Rồi, mặc giáp vô rồi. Được rồi, xong rồi, mình có giáp bên đây coi. Ok vậy. Ôi, bị lừa rồi. Nhưng mà mọi người, ôi mọi người tấn công tôi kìa. Ôi nó bay ra. Mọi người có giáp kim cương trời ơi. Trời ơi. Ôi trời ơi, sao mọi người đâu nè. Huy Nip nè, sự Huy Nip trước rồi. Được rồi. Bay ra một đứa này, Jack VN này. Nó xuống luôn. Trời ơi, chết đê tôi ra coi rồi. Hình mình bù đuôi vô được cái nước này. Được rồi, bơi lên. Ôi chị Nabi suốt ngày suýt nữa đánh mình rớt. Sao mà em chết được? Ủa, Nabi xuống rồi. Ôi Nabi. Lần này em không để chị đẩy em xuống là Nabi. Trời ơi, đẩy Nabi xuống cái bãi, đẩy Nabi xuống đây. Cái gì mà trâu quay Nabi nè. Bye. Mình đẩy được mọi người xuống dưới rồi các bạn. Đúng là giáp Netherite quá là mạnh ma. Ôi, nhưng mà hồi nãy mình đánh được mấy con quái vật lửa, cái nó cho mình cái vũ khí gì này các bạn, mình thử vào. Ôi trời, ui gì mà ghê quá vậy. Ui cái này là quả câu lửa các bạn, nhưng mình phải chỉ còn 2 cái là mình phải tiết kiệm mới được. Hình như mình đang ở tầng cuối rồi đây các bạn, đây chính là thế giới The End. Còn bên kia, ôi quay cái gì vậy, đó chính là những con Enderman khổng lồ cho nó không ơi. Ăn tao dài vô. Sao mà tự nhiên nó xuất hiện ở đây quăng lửa mình coi, mình đi vô. Ôi trời trời, bên kia, ôi bên này quăng mày này coi rồi. Đây chính là phiên bản Enderman khổng lồ đó các bạn. Ăn tao vô. Vậy là bây giờ trước khi mình đi vô được cái cổng The End mình phải tiêu diệt được mấy cái con Enderman kinh dị đây trước rồi. Mày này coi, ôi đây chính là những cái bóng ảo giác rồi. Mày này con Enderman này. Ôi trời đất ơi, tụi nó mạnh quá các bạn ơi. Ôi kìa. Ôi giật cũng xuống luôn rồi. Ôi trời ơi. Trời gì mà đông quá vậy? Trời ơi. Mày Enderman ơi, đánh tụi nó phụ tụi cái Enderman ơi, cho đánh tụi lùng vậy. Ôi ăn tao vàng vô coi trời Enderman. Ôi giật VN kìa, kìa. Ôi trời ơi. Trời mày. Được rồi, bây giờ mình sẽ đánh Jack VN này. Ôi, mình bị di chuyển rồi. Sao mình bị di chuyển lên đây rồi các bạn ơi? Hình như Enderman nó di chuyển mình lên cái chỗ hồi nãy lại rồi nè. Ôi trời, một con này được rồi. Ui con này nó mày Enderman xử mình. Bọn họ đang đánh Enderman ở dưới kêu ai bịa mình xử cái con Enderman trên này cái đã. Trời ơi, có mấy con này nó mạnh đi chứ rồi. Mày đây con. Tao sẽ xử mày Enderman khổng lồ này. Nó đâu rồi. Mấy con này ngon thì ta đây cái con chùm đó rồi, sao mà nó thả bóng vậy? Ôi, hình như mọi người đã bị mấy con Enderman ở dưới xử hết rồi các bạn, để mình xuống xử nó luôn. Ôi, nó dịch vậy mình vô đây. Ăn tao dại rồi mày đâu. À, mày muốn xử tao đâu có vậy. Ôi giời, trời đất ơi, mấy cái con này nó dịch chuyển mình đi tùm lum luôn rồi. Ôi, wow, mình đánh bại được nó rồi. Ôi, cái dạo ơi, nó chết được kìa. Ôi, nó chết mà nó làm mình vô rồi, nó dịch chuyển mình quá trời quá đất. Ôi, nó chết mà nó mạnh quá vậy, nó đưa tôi qua lại. Ôi, nhưng mà quan trọng là mình đánh bại được nó rồi hả? Mà nó rớt ra quá trời mắt kìa. Được rồi, vậy là chúng ta đã mở được cánh cổng xuống thế giới The End mà để kết thúc trò chơi. Ôi, nhưng mà sao cái cánh cổng này nó có vẻ dạng mini rồi, nó nhỏ xíu rồi nhưng mà nó cũng mở ra được cánh cổng cho mình chuẩn bị nhảy xuống. Ôi, mọi người thấy mình rồi, nhưng mà mình sẽ nhảy xuống đây nè. Hay sao mình vô được thế giới cuối cùng rồi nè các bạn. Được rồi, mình đi lên chơi được. Ôi đây là ok vậy. Ôi được rồi, nhưng mà mình đã xuống thế giới The End rồi. Trời ơi, thế giới The End trong này. Ôi sao mấy con quái vật gì lạ quá vậy? Ôi giời, nó đánh nhau quá trời kìa. Nhưng mà mình sẽ phải tiêu diệt con rồng để mình chiến thắng thử thách này. Coi mình không thể chết trước giờ đó được. Con rồng kia mình phải tiêu diệt các bạn. Ôi, ăn tao dại. Quá chạy đi đâu các. Trời ơi, mấy cái con này nó búi lưa xu quá, nó quá trời quá đất. Trời ơi, mấy con quái vật này ghê quá. Ôi, mày này con. Ôi giời, mấy con quái vật này đáng sợ quá. Con này mày chết à. Còn 2 tim. Ăn tao già vô. Trời ơi, ghê quá. Mày này con. Mấy con quái vật này. Chết rồi, bây giờ mình phải làm sao để tiêu diệt được mấy con rồng mới là quan trọng đây các bạn ơi. Tại vì dưới đây quái vật quá. Đúng rồi. Kiếm con gà xử ra đi. Được rồi, mình sẽ quăng cái cục này lên trên kia. Ôi, mình di chuyển lên đây rồi nè mọi người. Con mọi người đang bị quái vật tấn công. Ôi, bây giờ đang con ăn chiên mà nhưng mà không có được. Ok, bây giờ mình sẽ tập trung mình bắn con rồng. Mình cái này mình sẽ tiêu diệt con rồng kia để kết thúc trò chơi này đó các bạn. Và mình phải phá hủy những cái cục hồi máu của những con rồng bay lên con. Chết rồi, con rồng nó bay hoài mình khó bắn trúng quá các bạn. Chết rồi, bây giờ mình phải làm mình như mình lượm được một cái cánh gì đây các bạn. Mình sẽ mặc cái cánh này vô, mình sẽ bay lên mình đánh con rồng kia được không ta? Nhưng mà mấy con quái vật này tránh ra. Tôi mặc cánh vô tôi bay được ngay nè. Xử nó đã. Trời ơi, đây đánh con rồng các bạn, mình sẽ bay ra. Mình được đây con rồng. Lần đầu tiên mình không dùng cung mà mình sẽ dùng vũ khí mình đánh con rồng luôn các bạn. Được rồi, mình lại đây. Con rồng kia mày bay đi đâu hả? Bay lên con. Wow, một phát rồi. Mọi người sắp thua chưa? Tôi mà đánh xong con rồng này là mọi người sẽ thua đó. Huy Nip Nabi à. Ôi trời ơi, con rồng này, ôi trời ơi, nó bắt bóng quá trời luôn, kêu ai được rồi. Các bạn cổ vũ cho Tô Gà đi, con rồng này, con rồng này, con rồng này. Wow, được rồi, bây giờ mày chạy đi đâu con rồng kia. Con rồng nó còn chút xíu máu kìa mọi người. Mọi người sắp thua rồi, mình sắp kết liễu được con rồng này rồi coi, nhưng mà nó bay dữ dằn con bạn, bay 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 đâu ơi. Một phát nữa thôi, một phát nữa thôi là Tô Gà thắng. Mình sẽ giết con rồng này. Trời ơi, nó còn một chút xíu nữa thôi kìa mày. Được rồi, bay đâu nó bay kìa, bay kìa, bay bay. Ôi, nó hất tôi bay lên trời luôn rồi. Trời, đúng là nó càng yếu là nó sẽ càng mạnh lên các bạn. Trời, rồi bây giờ mình sẽ phải đánh con rồng này lẻ rồi. Chao, đánh được con rồng rồi các bạn ơi. Vậy có nghĩa là Tô Gà đã chiến thắng rồi. Yeah yeah. Ai ơi, thua rồi. Vậy là thử thách men hình game này mọi người đã không bắt được Tô Gà. Cảm ơn mọi người đã tham gia thử thách này nha. Tôi thắng rồi. Và đây quả trứng rồng là phần thưởng của Tô Gà đây mọi người ơi. Nếu mà mọi người muốn phục thù thì hẹn ở video lần sau nha. Trời ơi, đợi đó, video lần sau tôi sẽ trả thù. Các bạn hãy bình luận phía dưới là trả thù Tô Gà nha. Ok, nếu các bạn muốn trò chơi này tiếp tục, có nghĩa là Tô Gà tiếp tục bị săn bởi Huy Nip và Jack, nhưng mà ở một cái thể loại khác, thì bạn đừng quên comment bên dưới nha. Coi Gia Ti, hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye, bye.